Dạ, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Khoa Choi của em nha các bạn. Thì mấy ngày gần đây thì em cũng cảm ơn tình yêu thương của mọi người đã dành đến shop xe đạp của em Khoa nha các bạn. Thì mấy nay em lên xe nào thì được bán hết xe đó các bạn ơi. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn nha. Hôm nay để quay trở lại em tiếp tục lên những con xe mà giá dễ chịu, dễ chơi nè. Mà xe là phải đẹp nữa các bạn. Thì em có con này nè, cực kỳ là đẹp luôn các bạn. Tại sao nè, hàm phanh nè, nó em xét từng món đồ các bạn tham khảo thử nha. Hàm phanh là hàm phanh acid, hàm phanh này là hàm phanh của Mỹ nha các bạn. Hàm phanh này là nằm trong những con Specialized Edward SL4. Nếu mà em nhớ không nhầm là hàm phanh acid nằm trong Specialized Edward SL4 nè. Nhìn cái hàm phanh rất là đã luôn. Phanh hàm phanh ba mảnh thường là bóp sẽ hơi nặng tay nha. Nhưng mà con xe này bóp nhẹ cực kỳ các bạn, rất là nhẹ luôn. Các bạn nhìn cái lò xo nè. Quá là đẹp luôn á, mới cứng luôn. À, cái hàm phanh này em có tham khảo thử rồi. Cái giá bán lẻ cách đây khoảng tầm 2-3 năm trước á thì nó sẽ loanh quanh tầm 1 triệu. Thì bây giờ có thể hơn nha các bạn. Bây giờ có thể hơn nha. Đó. Thì đây là một món đồ chơi nè, còn món đồ chơi ở dưới nữa các bạn. Cái dĩa, lộn em xin lỗi cái clip. Đó. Cái clip bự gần bằng cái dĩa luôn các bạn ơi. Cái răng clip lớn nhất là 40 tê nha. Đó, cụ đời các bạn thấy không? Hầm hố cơ bắp cực kỳ luôn. Xíu nữa em review nha các bạn. Hả? Thì về ba xe này đi, em báo size từng xe. Xe này là size đứng 47 Centurion, là thương hiệu của Đức nha. Xuất sang thị trường Nhật. Full nhôm luôn. Đứng 47 ngang là 50 55. Con này là đứng 46 ngang 55 luôn. Con này đứng 50 ngang 51. Hả? Ba xe ba size. Size này mà nhà Gian quy định ra có size S rồi các bạn ơi. Nhưng mà S của Gian thì các bạn cao giúp em vui lòng từ 1m60 trở lên nha. Sao 1m60 đến 1m72, lựa chọn xe này giúp em đi xe đẹp. Đó. Còn bạn nào mà cao xe này thì cũng từ 1m60 luôn đến 1m75. Tại sao lại tới 1m75? Tại vì cái ống ngang nó dài tới 55 lận. Nên là bạn nào mà cao nữa thì rút yên lên. Nhìn con xe nó cũng cân đối nha. Rút ở khoảng vừa phải thôi chứ không phải rút cao nha. Em đang tầm 1m68. Em rút yên cỡ này nè, chạy nó mới đã các bạn, ra thẳng chân lắm. Còn mã này là đứng 47, ngang là 55 luôn. Đó, bạn nào cao từ 1m62 trở lên, lựa chọn xe này. Xe này thì zin nguyên con các bạn ơi, zin nguyên con. Thay mới là những cái thứ cần thay thôi. Zin của con xe là đi cái bao tay gì mà nó tròn, em nhìn thấy không đẹp. Nên là có nâng cấp sang cái cặp bao tay sừng trâu luôn, nhìn con xe nó quạo hơn các bạn. Con xe này thì cái dáng sườn nó cực kỳ là hầm hố luôn. Mang một màu đen mờ huyền bí. Đó. Thì bây giờ em xin phép review vô chi tiết cấu hình xe nha. Xe này là đi full đồ Shimano hết các bạn ơi. Từ tay bấm xả, tay phanh, này đùi đĩa, gạt đĩa. Thì Centurion này lại có nhiều bản nha. Có nhiều bản nha. Có bản đi đồ Ontoot cũng có nè. Có bản đi đồ Acera cũng có nè. Nhưng mà con này đang đi bản đồ Acera nha. Full nhôm. Xe thì có bắt thắng đĩa sẵn luôn nè. Để bạn nào mà có nhu cầu lên thắng đĩa thì lên được thoải mái luôn nha, khỏi suy nghĩ nhiều. Thí dụ chạy thời gian chán đi, mình không thích đi thắng cơ nữa, các bạn có thể nâng cấp qua thắng dầu. Bốn cái que này không bán khoảng tầm 500-600 nghìn, tùy đơn vị bán nha. Đây là phần di động bô tăng đây các bạn, em quay từ từ các bạn nhìn coi nè, rất là đẹp và nét luôn nha. Xe chưa đánh bát lên nha, chưa đánh bát phần di động bô tăng nha, nhìn rất là đẹp luôn. Bao tay đã được thay mới rồi, có bờ bàn tay. Bạc đạn chén cổ là FSA của Mỹ nè, mình sườn nè các bạn thấy không? Không có một khuyết điểm để chơi luôn. Xe cực kỳ là đẹp luôn các bạn. À, trục giữa bạc đạn. Nhẹ nhàng êm ái lắm. Đùi đĩa là đùi đĩa Shimano 3 tăng. Các răng dĩa gần như là chưa có dấu hiệu là mòn luôn nha, còn rất là tốt. Về chạy lâu dài. À, xe thì cái vành các bạn nhìn thấy nè. Còn cái chỉ vành thì các bạn cứ an tâm nha, xe còn cái vỏ zin Tioga luôn nè. Cái chữ Tioga nó có đóng lên đây nè các bạn. Chạy chừng nào bay chữ này, bay thêm một lớp này nữa mới mòn tới cái vỏ nha các bạn. Cực kỳ là xịn luôn á. À, vỏ Tioga zin theo xe 700x32C. Vành trước sau đều gồng chỉ nha các bạn. À, gạt dĩa Shimano Tuni, cũ đời Shimano Acera. Shimano Acera thì nó sẽ nằm cấp 3 cho chúng ta cái quá trình vận hành và gạt dĩa, gạt clip im máy hơn nha các bạn. Thì cái này mà khi mà các bạn có thể nâng lên clip 32-34T vẫn được nha, là cái clip lớn này nè, nâng lên clip bự hơn vẫn được nha. Tại vì cái cánh tay đời này cực kỳ là dài luôn nha, rất là dài luôn, nâng lên thoải mái các bạn. À, clip này là clip SRAM của Mỹ nha. Bát bắt thắng đĩa trước sau đều đầy đủ nè, tiện lợi các bạn sau này nâng cấp cũng được nha. Mình sườn thì mấy con này không có gì để chơi á, mới như một con xe thùng vậy á. À, các con
ốc thắng đồ này kia nè các bạn thấy không, còn quá là đẹp luôn. Càng phanh Shimano, cọc yên là cọc yên nhôm, cọc yên không độ luôn nha, xịn sò cực kỳ luôn nè. Mình sườn trên xe thì không gì chê các bạn, ít trầy, độ mới cao, hao mòn thì ít. Về là các bạn vô tư chạy 1-2 năm, không phải tốn chi phí đầu tư gì vô thêm hết. Có đầu tư là xui xui các bạn đi gặp bởi bánh xe giữa đường mới cần thay ruột thôi, chứ còn lại không có đầu tư gì thêm nha các bạn. Quay qua mặt bên đây thì nó sẽ sáng hơn tí xíu. Nhìn xe rất là đẹp. Trục giữa là trục giữa bạc đạn nè các bạn. Cốt này là cốt đời mới nè, nên có cái phần này nè, chìa ra nè. Chống là chống zin theo xe luôn. Tay mở khóa mở nhanh là của Shimano. Nói chung là xe chuẩn hết, về các bạn chỉ việc lên xe nhận xe và chạy đạp test thoải mái luôn, chứ không có cần mà sửa chữa gì thêm nha. Xe thì em đóng thùng sẽ giao tới tận nhà các bạn. Các bạn chỉ việc ở nhà chốt đơn và đặt cọc, xe sẽ tới nơi của các bạn, tới tận trước cổng nhà của các bạn luôn. Và các bạn thanh toán tiền nhận xe, được kiểm tra xe thoải mái, phải đúng như hình ảnh và video. Và các bạn có thể đạp test thử luôn. Ở đây người thật việc thật các bạn. Các bạn gắn xe xong đạp test thoải mái tầm 1-2 vòng, hoặc là test mười mấy 20-30 phút cũng được. Thì các bạn kêu anh shipper đợi tí xíu, thì các bạn có thể bồi dưỡng cho người ta. Thì người ta chắc chắn sẽ đợi luôn. Nên là xe dám cam kết như vậy thì em bao mọi tình trạng trên xe chuẩn hết. Xe bán ra có chế độ hậu mãi 12 tháng, bao chạy bao xài. Địa chỉ shop em là có để ở bên dưới phần mô tả các bạn. Các bạn nào ở Sài Gòn á, có thể đến trực tiếp tại shop xem xe, đạp test xe thoải mái nha. Xe đang có tại shop khoảng tầm trên 50 chiếc xe. Xe thành phẩm nha. Xe thành phẩm nha, đang có tại shop rất là nhiều luôn. Các bạn có thể tới nơi đạp test thử xe và chọn xe đúng ưng ý với mình nha các bạn. Xe này nè, cũng là khung nhôm nè các bạn. Khung nhôm nhưng mà càng trước càng hợp kim thép. Xe này em đang chia sẻ với mức giá là 6,5 triệu. Còn xe này á, càng thép nó sẽ rẻ hơn 1 triệu các bạn. Xe này chỉ có 5,5 triệu thôi. Xe này thì cũng đẹp. Con này là đời bao nhiêu ta? Đời 2021 các bạn. Cực kỳ là đẹp luôn. Mình sườn em quay chi tiết các bạn xem thử nè. Mọi chi tiết trên xe là chuẩn hết. Về là chỉ việc đi chứ khỏi suy nghĩ gì nhiều. Bidan nè, cực kỳ là trớn luôn. Gạt đĩa Shimano Tuner cũ đời Shimano On Tour Clip thả 7 tầng, mã này mã Shimano HG200 nè. Vỏ trước, vỏ sau là vỏ Maxxis, vỏ trước cái gai này chắc vỏ là vỏ Kenda các bạn. Vỏ Kenda. Cái này là 700x28 nè. Vỏ sau là vỏ Maxxis nha. Cam là cam inox, bánh trước bánh sau đều là Meyer của Shimano. Vành là vành xé gió bản cao nha các bạn. Đùi đĩa là đùi đĩa nhôm nè. Thì con xe 2021 và tình trạng mới như thế này. Về các bạn chỉ việc chạy thôi, mọi chi tiết trên xe hoạt động hoàn hảo hết. Xe là bao các bạn chưa cắn mớp, gãy, gọng hay là hàng vá gì hết. Mọi đồ đạc trên xe về là các bạn sử dụng ngay, chứ không có tốn tiền mà đầu tư làm gì hết. Sử dụng mà sử dụng tốt mà lâu dài luôn nha các bạn. Bao tay là bao tay zin nè. Những cái bao tay zin này đôi khi thì cái màu nó sẽ hơi xuống, nó làm mất thẩm mỹ vô chiếc xe. Những cái này thường là em sẽ thay bao tay mới. Thì bạn nào thích zin thì em để zin, còn thôi thì em thay tặng các bạn sẵn cặp bao tay mới luôn, có cái bờ bàn tay cho nó chắc cú, cho nó đẹp hơn nha các bạn. Giờ em sẽ đi qua tới mặt bên nè, em lại tiếp tục quay chi tiết từ từ để các bạn tham khảo thử nè. Xe thì chắc chắn phải có vài vết trầy nè, trầy ngay đây nè. Em chấm lại ngay cái chữ này cho nhìn nó liền lạc cân đối hơn. Xe thì chuẩn hết, rất là ít trầy luôn các bạn, rất là ít trầy. Chỉ bị vài điểm li ti tí xíu như đầu câm nha. Mấy anh Nhật thì chuyên gia mà cạo tem luôn, em không hiểu mua về làm gì mà toàn cạo tem các bạn. Xe Nhật cái tỷ lệ mà bị cạo tem hoặc là gỡ tem rất là nhiều luôn. Nhưng mà hên á là nó có đóng cái số khung ở trên đây á, các bạn có thể kiểm tra thử á. Còn thiếu tem thì đôi khi nói các bạn cũng không tin nữa. Tại vì có nhiều con là đôi khi cũng có trường hợp là cạo mất tem luôn. Nhưng mà còn cái số khung trên sườn để các bạn có thể check thử nha. Các xe đều là thương hiệu của Đức nè, xuất sang thị trường Nhật nè. Suve thương hiệu của Nhật nè. Giant thương hiệu của Đài Loan nè. Đài Loan thì có hai bản quốc tế, bản xuất Nhật nha. Bản này là bản xuất Nhật. Xuất Nhật thì phải theo tiêu chuẩn của Nhật các bạn. Giờ em đi review chi tiết nè. Bạn nào mà thích một con xe mà đẹp độc lạ thì lựa chọn con này nha các bạn. Con xe này nó là phong cách, đó là phong cách của xe Rod. Dán sườn là dán sườn cổ điển, mà đi rúp đồ thì lại là rúp đồ đời mới nha các bạn. Hàm phanh acid của Edward SL4. Vành là vành xe gió bản cao nè các bạn. Cam là cam zin theo xe nè. Meyer là Meyer, trước sau là Meyer nhớ.
mê ơi nhôm. Cái bánh này thì các bạn có thể test thử cái độ nhẹ nó như bánh bạc đạn các bạn ơi, nhẹ cực kỳ luôn. Nhưng mà nó là bi con nha các bạn, nhìn sơ nếu mà không biết tưởng đâu bạc đạn á, nhưng mà nó có hai con ốc mở con nha. Vỏ là vỏ IRC, trước sau đều là made in Japan nè. Vỏ này là vỏ trọc nha chứ không phải là bị mòn nha các bạn. Đó, cái lưng nó còn rất là dày luôn nha. Vỏ trọc nha chứ không phải là các bạn không biết, các bạn kêu là cái vỏ này nó mòn hết rồi. Vỏ trọc quá thì chúng ta sẽ nhìn đâu các bạn, chúng ta sẽ nhìn cái lưng. Cái lưng nó còn dày là ok, chứ cái lưng mà nó hởm lởm vô sâu bên trong là thua nha các bạn. Bạc đạn dán cổ FSA nè. Con dan này thì lúc trước em cũng có một con và bán. Con dan nó lúc trước là có màu đen nè, màu xanh nè, bán chạy lắm các bạn. Dòng dan này bán chạy cực kỳ. Về cái dáng sườn, đùi đĩa là đùi đĩa nhôm nè, mặt dĩa các bạn nhìn thấy không, rất là đẹp luôn. Đùi đĩa cơ cấu nó làm rất là chuẩn, tem Nhật đồ đầy đủ nè. Đó, sơn là sơn hay mới EBN nè. Về clip nè các bạn thấy không, xe này đã độ lên cái clip 40T rồi. Cái này là bao các bạn leo đèo leo dốc đồ thoải mái luôn á. Các bạn có đi theo mà cái dốc nghiêng cực kỳ, leo lên đèo Khánh Lê đồ này kia cũng vô tư luôn nha các bạn, khỏi suy nghĩ nhiều. Tại vì cái răng clip bự nhất là 40T à, và cái đùi đĩa này là chỉ có 42T thôi à, nên là cái tỷ số truyền độ chênh lệch nó rất là thấp luôn. Xe này xe đạp, các bạn khi mà đưa lên các clip trên đây nè, đạp sẽ như là marathon nha. Cái tua chân đạp thì nhiều nhưng mà chạy không có được bao nhiêu nha. Nhưng mà con xe này vẫn có tốc độ. Tại sao vẫn có tốc độ các bạn? Tại vì cái clip nhỏ nhất của nó chỉ có 11T thôi à, nên là nó cũng như xe đạp bình thường. Nó chỉ hơn người ta cái là khi mà leo đèo dốc thì nó đỡ hơn người ta thôi. Tại vì cái clip nó bự, cùi đời nữa các bạn. Tại sao là những cái clip bự này phải xài cái cùi đời mà dài như vậy? Thì những cái cùi đời dài này nó mới có đủ lực để nó gạt lên cái clip bự nhất nha các bạn. Chứ qua mấy cái cùi đời này là không biết sao mà gạt được luôn nè. Đó, tại vì cái cánh tay đời nó cực kỳ ngắn luôn nên là không gạt được. Các bạn mà khi mà lưu ý mà muốn nâng clip á thì các bạn phải để ý cơ xe mình sử dụng cái cánh tay đời nó có dài hay không nha, mới lên clip đồ thoải mái nha. Còn cánh tay đời mà thấp ngắn quá đi, khi mà chúng ta lên clip đi, cái phần bánh xe đời này nè nó sẽ đụng vô đâu mấy răng ngay đây nè, nó sẽ lạch cạch. Cũng có trường hợp khi mình ăn gian mình chỉnh con ốc ở ngay đây lên được, đẩy nó dài xuống vậy được nha các bạn. Nhưng mà nên sử dụng đúng cái cùi đời cánh tay dài, nó sẽ sử dụng êm ái và tốt hơn nha. Cùi đời đời mới nè, Shimano Alivio nè, chính hãng nè. Các bạn thấy từng góc cạnh người ta làm hầm hố không? Cái phần kéo dây hồi xưa là nó nằm ở đây, nhưng mà đời mới người ta thiết kế tinh chỉnh qua đây nè các bạn. Cực kỳ xịn luôn. Bạn nào mà thích chơi con xe mà phong cách mà độc lạ thì có thể tham khảo thử mã này nha. Vừa cổ điển vừa đời mới. Xe này em chia sẻ với mức giá êm ái lắm, 5 triệu rưỡi thôi. À, 5 triệu rưỡi mà có cái càng hàm phanh không hết 3 triệu rồi. Còn lại không lấy mấy đồ trên xe không được 4 triệu rưỡi các bạn. Xe này 5 triệu rưỡi bao gồm cả phí ship nè. Xe này cũng 5 triệu rưỡi bao gồm cả phí ship nè. 6 triệu rưỡi bao gồm cả phí ship nè. Xe còn tặng kèm các bạn thêm 4 món ăn chơi nữa. Bạn nào quan tâm mã nào thì liên hệ qua chốt đơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.